Đây là cái con hú cưỡi của mình nè các bạn. Đây là cái con mèo. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game đó là Ninja. Thì chắc hôm nay mình làm hai con game về Ninja luôn á, một cái là Naruto còn một cái là Ninja. Cái con game này thì Ninja cũng tựa tựa như bản Naruto vậy á. Ở đây là mình đã chơi hết vài ngày. Các bạn nhìn kỹ mình ha. Đó. Các bạn bấm vào cái nút màu đỏ, màu cam bên này nè. Đó. Bấm một lần nó sẽ hiện ra cái bảng này. Các bạn bấm thêm một lần nữa. Đây là cái chỗ chúng ta đăng ký nick này nha. Rồi. Đặt bình thường là giống hôm bữa đi. Đó, bây giờ chúng ta bấm cái nút màu xanh ha. Chúng ta bấm thêm cái nút màu xanh này ha. Ở đây nó ra được cái server thứ 6 rồi nha các bạn. Game này cũng mới à. Con này xài phép hay gì đây? Lấy con này đi. Cũng buồn ngồi tâm sự mỏng với các bạn. Cứ mình làm game thì có nhiều bạn vào nói thôi, ừ hàng này nó ăn cắp game của trang kia, hàng này lấy game của trang nọ. Đó. Các bạn nhìn cho kỹ nha. Hôm nay mình có một con game Pokemon, nhưng ở bên hàng Epic Game á, đó, Epic gì đó, là nó cũng mới giới thiệu cái con game Pikachu đó. Chút mình sẽ cho các bạn coi mình làm cái game đó luôn. Đó. Cho các bạn xem là mình chơi cái con đó 2 ngày rồi mà nó mới đăng hôm nay. Nhiều bạn lên comment nói không, trời ơi, chơi ăn cắp này nọ, ừ lấy game của thằng kia. Game có nhiều lắm các bạn, có nhiều nguồn lắm. Các bạn chỉ là biết một cái nhỏ của Việt Nam thôi. Bớt ngồi ở nhà cào phím thể hiện mình đi. Đó, quay lại với cái game này ha. Các bạn để cho nó tự động nó cũng chạy được nha các bạn. Cái game này nó hay vậy đó. Đó, đó dứt. Ừ, đó, đam cao ghê. Tại hiện này cái là cái kích nộ của nó gì đó. Đây nó phi cho mình VIP 14 nha các bạn. Đó nhận phi nè. Đó kéo về. Nhận phi nữa nè. Nhận quà VIP là phi hết nha các bạn. Mình chưa có nhận kim cương nha. Nó phi cho chúng ta là 12.000 hay nhiêu á. Vài bạn lại vô bảo là ừ mình chơi game phi này nọ, ăn cắp của trang này trang kia. Để chút mình cho các bạn xem mình đăng nhập được mấy ngày. Trước khi mình muốn đăng cái con game nào đó là mình đã chơi thử rồi. Mình thấy ok.
Đó, mình sẽ up lên. Chứ không phải như nhiều bạn vào mà comment nói ừ mình đi ăn cắp này cắp nọ. Mình biết nhiều game nhưng mà không phải là game nào mình cũng up lên. Một ngày là VIP là được hưởng 660 kim cương nha bạn. Đó, đẹp không? Mình đang chờ cho nó lên cái ổ cái server này lắc như chó. Mấy cái này là mua bằng kim cương nha các bạn, chúng ta là chưa có kim cương nha. Muốn có kim cương thì phải nạp. Còn nó chỉ cho chúng ta là kim cương khóa thôi. Mà nó nằm ở ngoài hư á, chúng ta mình chưa thấy lá hư, chờ chút nha. Đây lá hư nè. Mười hai ngàn tám trăm tám mươi tám kim cương. Rồi nha, mình hướng dẫn các bạn nhận rồi nha. Bây giờ mình vô cái túi đồ. Bây giờ đây kim cương nè, hồi nãy chúng ta nhận là 6.608 kim cương cộng với 12.000 mấy là nó được bao nhiêu đây nè. Nó còn nhiều cái ha mục lắm nha các bạn. Bây giờ mình qua cái con nhân vật mà mình chơi vài ngày nay test cho các bạn nha. Đây con tướng, cái con này nè, nhận phi nè các bạn. Úp mát con này luôn nha các bạn. Con này không là lực chiến cao lắm đó nha các bạn. Nó hỗ trợ các bạn từ tối đa luôn đó. Rồi bây giờ mình qua cái nick của mình nha. Đây là cái admin đang vào nè các bạn. Mình chơi vài ngày nè. Lúc mà các bạn vào game lần thứ hai á, thoát ra vào lại á, là nó sẽ hiện cái bảng này ha. Cái bảng này á, là các bạn bấm cái nút màu xanh đó là vào game, đừng có bấm nút màu đỏ nha. Mình chơi cái server, mình chơi game này để coi như đăng nhập bữa nay nó ngày thứ hai thứ ba gì đó.
Chỗ nào quên rồi ta? Đây. Không phải, không phải. Đăng nhập 7 ngày. Cái này là mỗi ngày là nó cho chúng ta free được 5 lần, còn cái này là một lần nha các bạn, 12 tiếng hay bao nhiêu mình quên à. Ngon lành. Trời ơi. Được một cái nhẫn. Nằm ở đâu ta, quên mất tiêu rồi. Đây mà mình đăng nhập là ngày thứ ba nha các bạn. Đấy, 3 ngày ha, 1, 2 và 3. Đừng có mấy thanh niên mà vào đây mà nhắn tin mà xê 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 ít xê lờ này nọ nhá, bỏ nhá. Mình test game trước rồi nha. Đây là đang đánh phó bản nha các bạn. Đó, nhìn ngầu ghê không? Có một món ếch. Trời ơi. Đây, đây nè, đây nè. Đánh boss, đánh boss. Cái này là đánh boss. Giết con boss này coi bộ cũng lâu rồi chứ. VIP 14 mà chơi được rồi nha các bạn. Còn đây là muốn lên nộ nè. Chưa được. Đó lên nè kìa các bạn. Cái cây nộ của bạn để càng lâu á thì nó sẽ lên càng nhanh. Ở lòng nó đầy cái cây thì các bạn xài càng lâu. Còn này mình có để chút xíu thì nó tuột lẹ lắm. Không có một viên kim cương nào. Ôi tới mạng 16 rồi. Lâu quá. Đừng có nói là đánh hết 3 phút đồng hồ nha, rất là lâu luôn á.
Kim cương từ bữa tới nay mình chưa có xài gì nhiều luôn á. Có hư. Gì vậy, túi đầy hay gì vậy? À, đang đánh là không được nhận hư hay gì vậy? Trời ơi, 3 phút lâu dữ vậy ta. Mình là level 141 rồi nha các bạn. Ôi giời ơi, lâu quá. Còn 1 phút nữa. Cái này là cái chợ không ai bán gì hết à. Đi dạo một vòng ha, đó. Đây là phải kiếm him hồn để nâng cấp. Đây là cái con hú cưỡi của mình nè các bạn. Đây là cái con mèo này chỉ có 150 mấy à, còn con này tới 11.000 lận, lực chiến rất là cao rồi. Đậu rớt sao má, cộng không mới lên được. Lên tới đây là cái sẽ thành cái con ấy, màu này nè các bạn, đẹp hơn nè. Rồi cuối cùng cũng xong. Ồ, kinh nghiệm nhiều dữ ta. Trăm bốn hai rồi. Để đánh một vài cái trận. Đây con boss nè. Đủ đủ tư cách để đánh con này rồi. Đây là cái nhân vật con bé của mình nè các bạn. Một bé ngừ và một bé hú. Nó đi heo chỉ để đứng và làm cảnh vậy thôi. Vác vú đi vòng vòng vậy. Bây giờ mới đánh. Phủi tay cái vậy thôi đó. Ủa, ai thấy con chó của mình đâu không ta? Đây con chó của mình nè. Đây là cộng đồ này nha các bạn. Cái này làm ép gì á. Đây là cộng kỹ năng. Còn đây là cộng cái quyển sách sau lưng mình nè. Mình không biết làm sao. Hình như là mới cấp 11 là lên được cái này. Để coi coi. Mờ nè. Đúng rồi. Cấp 11 là lên được nè. Lên được cục này. Cấp 12 là được cục này. Đó. Cấp 13 là được cục này. Đó. Ủa cấp 61. Để coi mát cấp. Cấp 201. Nó vẫn xấu. Cái này đẹp nè. Cũng gian nan lắm chứ. 21. Trời ơi. Kiếm nó cũng lâu lắm.
Đây cộng cái này lên nè, đó 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 đó. Thôi video dài quá, mình cắt bớt video tại đây nha. Rồi bye bye các bạn. Giới thiệu như đó là đủ rồi. Các bạn nhớ like và share cái video này nha. Đừng quên ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.